Tình hình là mưa gió nên là em sẽ lên một series giá rẻ cho mọi người nhé. Đa số là cái hết ạ. Tại vì cái đợt này bọn em rất là nhiều, những cái bạn ở trong quê này là bố nhập, nhưng mà nó là một hai con cuối đàn ấy, thì em sẽ giảm giá cho mọi người để dọn đàn, nói chung là giải vía. Do là nặng vía quá, mọi người có thể nhìn thấy là cuối đàn như hiện tại bọn em cho ăn chó 2 tháng hay là 3 tháng, hơn 3 tháng nó đều một cái lượng thức ăn như nhau. Đây là những con chó to hơn 3 tháng ở một lượng thức ăn bằng với cả con 2 tháng, bao giờ nó sẽ gầy hơn đấy mọi người. Và đặc biệt ở đây là bọn em nhốt rất là đông nên nó không ngủ nghỉ nhiều đâu. Con chó thì nó phải được ăn uống ngủ nghỉ thì nó mới phát triển được tốt đấy. Thế cái bạn như thế này nhá, nó em thanh lý cho mọi người 3,5 triệu thôi, nhưng mà mọi người có thể thấy là khung gọng nó rất là cao dài này. Về mọi người chỉ cần đắp thêm thịt, và bên em vẫn sẽ bảo hành cho mọi người là về nuôi con chó nó lên 4 đến 6 cân một tháng luôn, chứ không phải là những cái con mà như hôm trước khách chia sẻ với em là bắt ở đâu chỗ khác 4 tháng rồi nó không tăng tí cân nào luôn. Và mọi người có thể tham khảo những cái video bọn em chia sẻ, quay video lúc các bạn ấy ăn đấy ạ. Ăn gọi là như thùng luồng luôn mọi người nhá, chứ không phải là cái sức ăn nó kém hay là như thế nào đâu. Nhiều anh chị nhìn thấy chó gầy thì còn hỏi em là nó không ăn à hay như thế nào mà gầy thế, nhưng không phải, tại vì không có để cho nó ăn thôi ạ. Đây, còn bên này là giá sẽ cao một chút, 4 triệu đến 5 triệu, 6 triệu đều có ạ. Mọi người có thể thấy là trại em thì bán sẽ không theo cân nặng đâu. Những cái con mà giá cao hơn 4 triệu, 5 triệu này còn nó còn nhỏ hơn cả những cái con mà mười mấy cân thanh lý 3,5 triệu bên kia đấy ạ. Nhưng mà như bạn 3,5 triệu nhưng mọi người yên tâm là nó đã là như con mà có tố chất phả hệ bố mẹ tốt ấy, thì sau trưởng thành nó sẽ theo gen con bố con mẹ, chứ không thể nào mà con bố con mẹ nó đẹp mà nó ra con nó xấu được đâu ạ. Mọi người cứ yên tâm một điều đấy mọi người nhá. Bây giờ nó có thể là nó hơi gầy một tí, nhưng mọi người về nuôi chỉ cần tầm một tuần thôi, mọi người nhìn con chó nó đã khác hẳn rồi. Nên là em sẽ để cái giá cực kỳ yêu thương để cho anh chị về chăm sóc thêm cho các bạn ý. Anh chị liên hệ ngay ở số hotline trên màn hình giúp em ạ.